Hello everyone, chào các bạn. Chúng ta cùng nhau giải test for unit 6 của chương trình tiếng Anh lớp 7, bài kiểm tra unit 6 nha. Rồi, what are you doing in a lesson? What? You work too much, bạn làm việc quá nhiều. You should relax more often, bạn nên thư giãn nhiều hơn. Chúng ta sẽ chọn từ should. That's a good idea, thật là ý kiến hay. Let's go to the beach, chúng ta hãy đi ra bãi biển nhé. Câu này sẽ là câu đề nghị này. Why don't we? Hoặc là let's come. Let's come, ở đây why don't we thì được. Let's come to my house, chúng ta cùng đi đến nhà chúng ta nhé. Hoặc là what about, cộng động từ thêm in nhỉ. Đây là come, không có động từ thêm in. Hoặc ở đây là would you like, phải là to come. Cho nên chúng ta chỉ có thể chọn câu B được thôi. Câu số 4. Rồi, câu số 4 nè. Ba sưu tập tem để tức là chỉ để vui thôi. Anh ta là một nhà sưu tập tem. He is a stamp collector. Nhà sưu tập tem, nói về con người chúng ta phải chọn collector. Nghe đang tập dượt một vở kịch cho lễ kỷ niệm của trường. Tập dượt là rehearsing. What about sẽ cộng một động từ thêm in, cho nên ở đây các bạn phải chọn câu C, visiting. Rồi thứ, thứ thì các bạn nhớ chọn on nha. Rồi, qua câu tiếp theo, câu số 8 là cảm ơn vì đã mời mình tới thực sinh nhật của bạn. Thì bạn kia bạn sẽ bảo là đó, không có gì, it's my pleasure. Bài số 2 là mã là cho dạng đúng của động từ trong hoặc. Ở đây các bạn phải chú ý đến cái thì. Bạn của bạn đâu rồi? Ở đây bạn là số nhiều. Ở đây động to be chúng ta chỉ là are. Bọn họ đang học ở trong thư viện. Nếu mà hỏi họ đâu rồi thì bây giờ họ đang ở đâu đó, đang học gì đó. Chúng ta phải chia hiện tại tiếp diễn. Đó là they are studying. They are studying. Usually là dấu hiệu của hiện tại đơn. Mình là chủ có số ít, cho nên play chúng ta thêm sờ vào. Now là dấu hiệu của hiện tại tiếp diễn, cho nên ở đây sẽ là e playing. Rồi, câu tiếp theo, đằng sau should done là động từ nguyên mẫu, cho nên chúng ta để nguyên từ stay. Chủ nhật tuần tới là sinh nhật của Nga. Cô ấy sẽ mời một vài người bạn, ở đây là tương lai, sẽ là will, cộng động từ nguyên mẫu, đó là will invite. Đằng sau enjoy là động từ thêm in, cho nên ở đây sẽ là collecting. Next year là dấu hiệu của thể tương lai, cho nên ở đây các bạn phải chia là will be. Rồi, at the moment là dấu hiệu của thì hiện tại tiếp diễn, cho nên các bạn sẽ chỉ hiện tại tiếp diễn là I am doing. Rồi, Nam nhìn, Nam không có cân đối, anh ta không tập thể dục, ở đây là hiện tại đơn mà có not, tức là các phủ định, phải là doesn't do any sports. Chúng ta sẽ nối hai câu, hai cột với nhau. Chúng ta nên về nhà, phải không? Cái này là đúng không? Chúng ta nên về nhà, phải không này? Rồi, chúng ta cùng đi quán cà phê nhé. Great idea, let's get some cold drink. Tại sao chúng ta không đến và chơi volleyball nhỉ? Mình thích lắm, mấy giờ thế? Bạn có muốn cái bánh khác không? Bạn có muốn cái khác, bánh khác không này? Yes, please. Would you like? Okay. What about playing computer game? Có muốn chơi computer game hay không? Tôi không thích chơi computer game. Bạn có thích đến ăn bữa tối hay không? Bạn có thích đến ăn bữa tối hay không này? Okay. Rồi, câu này. Và câu 1, chúng ta nên về nhà nhé. Được rồi, tất cả chúng ta đều mệt rồi. Đó. Okay. Rồi, đặt câu hỏi cho các từ vựng chân. Cô đã đang thực hành piano, tức là cô ta đang làm cái gì? Thì chúng ta phải hỏi là what is she doing? What is she doing? Cô ấy đang làm gì? Câu số 2, tôi chơi bóng đá vào sau giờ học. Là bạn làm gì sau giờ học? Làm cái gì là what do you usually do after school? Bạn thường làm gì sau giờ học? Rồi, câu tiếp theo đó là bố của tôi thích chơi tennis. Bố của bạn thích chơi cái gì? Thích chơi cái gì? Đó là what does your father like playing? Chấm hỏi. Câu số 4, mình đi bơi 3 lần một tuần. Mình đi bơi có thường xuyên không? Ở đây sẽ là how often mình go nguyên mẫu swimming. Rồi, câu tiếp theo, câu 5, bọn họ đang xem phim, họ sẽ xem phim vào tối nay, tức họ sẽ làm cái gì vào tối nay? What are they going to see? What are they going to do tonight? Tối nay họ sẽ làm cái gì? Rồi, câu số 6, Nga muốn đi shopping, Nga muốn đi đâu? Nga muốn làm cái gì? Làm cái gì là what?
Nga one to do. What do Nga want to do? Bọn trẻ em đang trong thư viện. Bọn trẻ em đang ở đâu? Now, where are the children? Where are the children? Rồi câu số 8 đó là mấy đứa trẻ nên đánh răng sau bữa ăn. Bọn trẻ nên làm cái gì? Chúng ta sẽ làm what. Có một trợ có động từ modal verb chúng ta xài đây. What should children do after meal? After meal chấm hỏi. Ok. Rồi chúng ta qua đoạn văn nào. Đọc đoạn văn sau và trả lời true false. Học sinh Việt Nam tham gia những hoạt động sau giờ học khác nhau. Một vài học sinh thì thích thể thao, họ thường chơi bóng đá, bóng bàn và cầu lông. Thỉnh thoảng thì họ đi bơi ở hồ bơi. Một vài học sinh thì thích âm nhạc, hài kịch, kịch ha, đóng kịch và xem phim. Họ thường thực hành những nhạc cụ ở trong phòng nhạc của trường. Họ tham gia vào những cái câu cái nhóm hát ở trường và luôn luôn tập dượt những vở kịch. Một vài thành viên thì là nằm trong câu lạc bộ sưu tập tem. Vào chiều thứ bảy thì họ họ gì họ get together, tụ tập và nói về những con tem. Một vài học sinh thì ở nhà và chơi video game hoặc là computer game. Hầu hết bọn họ đều thích những hoạt động sau giờ học. Rồi học sinh người Việt Nam không thích thể thao sau giờ học, cũng là sai này. Học sinh thường thực hành những nhạc cụ ở trường, đúng nè. Những thành viên trong trong câu lạc bộ sưu tập tem thì tụ tập một lần một tuần, đúng rồi, chiều thứ bảy hàng tuần, đúng. Hầu hết học sinh chơi computer game sau giờ học, ở đây hầu hết chỉ có một vài thôi, ở đây là sai. Rất nhiều học sinh người Việt Nam thích những hoạt động sau giờ học, đúng rồi. Ông bà ngủ hết chưa? Chưa ba. Ba mày đang làm gì? Bấm ngồi. Dạ.